Bởi vì họ cho họ cái mà họ đang có như vậy là đủ rồi. Họ không muốn thêm nữa thì họ không nhận được thêm nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa là đấng chữa lành. Ý muốn của Ngài là ý muốn sự chữa lành. Và Ngài trả lời với cái người bị bệnh phung rằng: ta muốn, hãy làm đi. Và đây là ý muốn của Chúa được bày tỏ ra. Cho nên chúng ta nhớ rằng chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải ở trong Tân Ước thì Chúa mới bày tỏ sự chữa lành của Ngài, Chúa mới bày tỏ ý muốn của Ngài đâu. Mà ngay cả trong Cựu Ước thì Ngài đã bày tỏ ý muốn của Ngài rồi. Chúng ta nhớ trong suốt Êxodo ký đoạn 15, khi dân của Chúa đi đến gặp nước đắng ở tại Mara, thì Chúa nói như thế nào? Nếu ngươi gìn giữ, vâng theo mọi điều răn và luật lệ của ta, thì ta sẽ không giáng cho ngươi một bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta, Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. Ngay là trong thời đó, thì Chúa vẫn bày tỏ ý muốn của Ngài, đó là Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 105 câu số 37. Thi Thiên 105 câu 37. Đoạn Ngài dẫn Israel ra có bạc và vàng, chẳng một ai yếu mọn trong các chi phái của Ngài. Chúng ta nhớ như thế này. Dân Israel 430 năm họ làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập. Và khi Chúa giải phóng họ ra khỏi cái ách nô lệ đó, chúng ta biết rằng làm nô lệ thì có tài sản không? Không có tài sản. Làm nô lệ thì có được chăm sóc sức khỏe không? Bệnh chết là bỏ. Phải không ạ? Nhưng ở đây một dân tộc nô lệ được Chúa giải phóng ra, mà Chúa nói như thế nào? Họ ra, tay họ cầm bạc và vàng, và không một người nào yếu mỏm ở trong Israel. Tức là toàn bộ dân sự ở trong thời điểm đó không một bệnh tật nào ở trên họ. Trong khi chúng ta thử hình dung nha, họ là những người nô lệ. Cái vấn đề làm việc quá sức là cái việc bình thường. Cái vấn đề ăn uống thiếu vệ sinh là việc bình thường. Cái vấn đề mà sức khỏe họ có vấn đề là việc bình thường đối với những người nô lệ. Nhưng khi Chúa đem họ đi, không một bệnh tật nào, không một sự yếu mỏm nào được phép ở trong họ. Ngài đã bày tỏ, Ngài đấng chữa lành cho họ. Bởi vì cho nên Ngài mới nói là: ta, Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho người. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta phải biết rằng luôn luôn, luôn luôn có một cái điều kiện kèm theo lời hứa. Luôn luôn như vậy. Có một điều kiện kèm theo lời hứa. Và điều kiện để chúng ta kinh nghiệm được đấng chữa lành là gì? Điều kiện là gì đây? Chúng ta xem ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 15 câu 25-26. Xuất Ê-tô Ký đoạn 15 câu 25 câu 26. Để kinh nghiệm đấng chữa lành thì Ngài tại đó Ngài làm gì? Ngài định luật lệ và lập những quy tắc. Lập những quy tắc cho họ. Tức là muốn kinh nghiệm được sự chữa lành
thì phải tuân theo luật của Chúa và quy tắc của Chúa. Nếu không tuân theo luật và tuân theo quy tắc của Chúa thì chúng ta không kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa. À, chứ không phải là ngày hôm nay tôi thấy có nhiều người cái đức tin đúng nghĩa gọi là đức tin quá máu. Ví dụ thế này, trong vấn đề ăn uống thì cảnh báo nha, cái thức ăn đó, những cái thịt, những cái cá đó, chúng ta biết chắc rằng họ đã ướp những cái quá chất vào trong đó, và chúng ta khuyên là đừng có ăn. Nhưng mà họ nói gì đây? Không sao đâu, nhân danh Chúa Giêsu Christ, Chúa thánh hóa hết, là ăn thôi. Ăn rồi Tào Tháo rượt suốt, nói tại sao Chúa không chữa lành cho con, tại sao Chúa không bảo vệ. Cái loại đức tin đó là lỗ tin quá máu. Nhưng mà chúng ta phải tuân thủ quy tắc. Và chúng ta thấy là những cái luật ở trong Cựu Ước đều là nhằm mục đích là bảo vệ chúng ta. Tôi ví dụ như thế này nè. Ví dụ Chúa ở trong Cựu Ước, Chúa có quy định ra là con vật thanh sạch và không thanh sạch. Con vật thanh sạch và con vật không thanh sạch. Và đối với dân Israel trong Cựu Ước thì Chúa chỉ khuyến khích họ là sử dụng dầu ô liu thôi. Chúa khuyến khích họ sử dụng dầu ô liu thôi. Ngay cả trong làm thực phẩm thì cũng là dầu ô liu. Trong việc xước dầu để cầu nguyện cũng là dầu ô liu. Trong việc thắp đèn cũng là dầu ô liu. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là thế giới người ta khám phá ra dầu ô liu là một loại dầu rất là tốt lành. Cho nên Chúa lại sử dụng nó và Chúa biết nó trước. Rồi thêm cái tại sao những con vật sạch và vật không thanh sạch, Chúa lại chỉ cho dân Israel ăn những con vật thanh sạch thôi. Ví dụ thế này, nói về loài cá, thì tất cả mọi loài mà sống ở dưới nước, Chúa phân biệt con nào thanh sạch và con nào không thanh sạch. Chúa nói là những loài mà sống ở dưới nước, cái con nào không có vây và không có vảy là con đó là con vật ô uế, không được ăn. Đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay, đối với nhiều người thì lương nấu canh chua là khỏi chê. Nhưng thật ra con lương nó là con vật không sạch, bởi vì nó sống ở nơi ô uế. Nó ăn những cái thức ăn không sạch. Nó ăn xác chết. Rồi nó sống những cái nơi gọi là dưới những cái đám bùn không sạch sẽ. Và Chúa đã biết điều đó và Chúa nói là không được ăn những cái loài đó là loài không có vây và không có vảy. Rồi, ví dụ như về con những thú vật thì Chúa cấm không cho ăn thịt heo. Bởi vì con heo là con vật không thanh sạch. Nó là con vật ăn tạp. Nó là con vật nằm sẵn sàng là chui nhủi ở dưới những cái chỗ dơ giấy. Không được ăn thịt chó. Đó là quà không thanh sạch. Nhưng mà ngày hôm nay con người lại ăn những cái loài đó. Lý do tại sao mà Chúa không cho ăn? Bởi vì khi những con vật đó nó ở trong những cái cách ăn của nó, cách sống của nó, nó sẽ dễ dàng để những vi trùng, virus nó tấn công vào trong cái thịt của nó. Và nếu như chúng ta ăn thịt của nó vô tình chúng ta ăn luôn những cái ký sinh trùng ở trong đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Và đặc biệt dân Israel họ ở trong 40 năm ở trong đồng vắng, thì vấn đề vệ sinh là cái vấn đề nó rất là khó khăn. Cho nên kỹ càng tốt, càng phải kỹ càng tốt. Mặc dù ngày hôm nay ở trong Tân Ước thì Chúa đã hủy bỏ điều đó rồi, nhưng mà có điều là nếu chúng ta vẫn giữ theo cái việc ăn con vật thanh sạch không thanh sạch chẳng phạm tội gì hết, mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chúng ta thôi. Nếu chúng ta chọn lựa ăn những cái thức ăn tốt đúng theo luật và quy tắc của Chúa thì nó sẽ tốt cho chúng ta thôi. Ví dụ như về vấn đề sức khỏe của chúng ta đi. Nhưng về sức khỏe của chúng ta, nếu mà chúng ta dầm mưa hoặc là chúng ta ở trong cái thời tiết lạnh nhiều ngày hoặc là thời gian lâu thì chắc chắn một điều rằng cơ thể chúng ta nó sẽ đổ bệnh. Đó là quy luật của Chúa.
chúng ta phải giữ ấm cơ thể. Đó là quy luật của Chúa. Mà lỡ có bị ướt hay là bị lạnh thì phải nhanh chóng đem mình ra khỏi hoàn cảnh đó liền. Nhưng mà cũng có những người họ rơi vào trong cái bệnh tật là lý do là không phải là sự tấn công gì cả, nhưng mà do họ không giữ quy tắc. Có những người đi đường mắc mưa, kêu đụng mưa đi, không sao đâu, Chúa chữa lành, Chúa bảo vệ mà, lo cái gì, không có đức tin. Nhưng không, chúng ta đang phạm quy tắc. Chúng ta phạm quy tắc tự nhiên. Rồi chúng ta nói tại sao Chúa không chữa lành. Chúa nói là nếu ngươi gìn giữ và làm theo thì ta sẽ không giáng cho ngươi một bệnh nào, ta giáng cho xứ Ai Cập. Vì ta, Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho ngươi. Phải làm theo. Chứ không phải chúng ta muốn làm gì làm, muốn sống sao sống, muốn ăn sao ăn, muốn ở sao ở, rồi Chúa ơi, ngày chữa lành. Không phải như vậy. Mà sự chữa lành của Chúa đôi khi là gì đây? Đôi khi nó đơn giản thôi, đó là Chúa đã đặt sẵn, quy định sẵn nguyên tắc của Ngài ở trong những cái luật đó. Và chúng ta cứ làm theo luật đó thì tự nhiên nguyên tắc của Chúa được kích hoạt, sự bảo vệ của Chúa được kích hoạt ở trên đời sống của chúng ta. Đơn giản là vậy. Rồi chúng ta xem một câu Kinh Thánh nữa, Thi Thiên 91, câu 9 và câu 10. Cũng có điều kiện đúng không ạ? Cũng có điều kiện ở đây. Không có ôn dịch nào, cũng không có tai vạ nào đến gần ngươi. Đây là lời hứa. Nhưng để được lời hứa này thì phải đòi hỏi cái gì? Ngươi phải chọn Jehovah làm nơi ở mình, à, Đấng Chí Cao làm nơi nương náu mình, thì sẽ không có tai họa, không có ôn dịch nào đến gần. Chứ không phải là chúng ta cứ không sao đâu, thoải mái đi rồi Chúa chữa lành. Có nhiều người trong cái kỳ dịch Covid vừa rồi, có nhiều người lên án chúng tôi là không có đức tin. Cơ đốc nhân gì đi ra đường phải đeo khẩu trang. Rồi tôi nói cứ không đeo khẩu trang đi rồi biết. Cơ đốc nhân gì mà lúc nào cũng kè kè cái chai nước rửa tay bên mình. Quy luật phải giữ. Quy tắc phải giữ. Chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ sấn vào trong những cái nơi mà nguy hiểm để chúng ta xin Chúa bảo vệ. Chỉ trừ trường hợp đó là sự thách thức của đức tin. Ví dụ như trường hợp của Daniel. Trừ trường hợp là phải đối diện giữa cái việc là chấp nhận phải đối diện với cái sự tấn công hoặc là bỏ Chúa, thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận. Chứ còn trong cái thế tự nhiên, chúng ta có thể tự bảo vệ, chúng ta có những cái phương cách, thì chúng ta đừng có quá mong ở chỗ này. Thì quay trở lại, chúng ta biết là Chúa là đấng chữa lành, vậy uống thuốc có được không? Uống thuốc có bị gọi là không có đức tin không? Nhưng mà có nhiều người họ vẫn lên án là uống thuốc là không có đức tin. Cơ đốc nhân gì đi bác sĩ? Tại sao cơ đốc nhân không cầu nguyện mà cơ đốc nhân đi bác sĩ? Tôi lấy một cái hình ảnh đơn giản thế này. Thật ra thì bệnh chúng ta là Chúa chữa lành, nhưng cái thuốc nó lại điều hỗ trợ. Ví dụ những lúc chúng ta đang đau quá thì cái thuốc đó nó có thể giúp ta giảm đau. Cái thuốc giúp chúng ta giảm đau để chúng ta có thể tập trung, để chúng ta có thể cầu nguyện, để chúng ta giữ vững cái đức tin của mình và nó làm không làm cho chúng ta bị xáo trộn hay là bị phân tâm. Đó. Chứ
Còn vấn đề chữa lành, chúng ta biết chắc là Chúa chữa lành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có những vấn đề, có những cái bệnh tật thuốc đâu chữa lành được đâu. Như cá nhân của tôi trước đây tôi bị hen suyễn. Và tôi nhớ là năm tôi 18 tuổi, lúc đó tôi chỉ có nặng có 46kg thôi. Và thật sự đến thời điểm này thì bệnh hen suyễn vẫn chưa có thuốc trị. Cái bệnh hen suyễn chỉ là cắt cơn. Nếu như ai đó lên cơn á, thì họ có cái thuốc xịt hoặc là thuốc uống để nó cắt cơn ngay lập tức. Và cái bệnh hen suyễn nó làm gì? Nó làm cho cái phần khuế quản á, nó sưng ra và nó làm cho nghẹt cái hơi thở. Cho nên thuốc xịt vào để cho những cái mô cơ ở trong cái phần khuế quản đó nó xẹp xuống để người đó có thể thở nhẹ nhàng và không nguy hiểm đến tính mạng. Khi trời lạnh thì cái bệnh này nó sẽ phát nặng hơn. Những lúc mà cái con nước gọi là con nước rong, nước lớn đó, thì cái bệnh này nó sẽ phát nặng hơn. Và tôi kinh nghiệm cái sự kinh khủng của cái bệnh này như vậy. Nhưng mà khi tôi được chữa lành, trong năm tôi 18, 19 tuổi, trong năm đó tôi được chữa lành. Khi tôi kinh nghiệm quyền năng của Chúa, tôi được chữa lành. Thì đến bây giờ, từ năm 1997, 98 cho đến bây giờ là năm 2020, 20 mấy năm, bệnh đó không quay trở lại cho tôi. Bệnh đó không quay trở lại nữa. Vậy thì những lúc cái cơn suyễn nó lên, tôi uống thuốc, nó không phải là tôi yếu đức tin, nhưng mà nó là cái cách giải quyết cấp bách. Còn cái chữa lành tận gốc, Chúa lấy luôn nó ra khỏi cơ thể của tôi về cái mầm bệnh đó, đó là việc của Chúa, đó là quyền năng của Chúa. Và chúng ta phải tin điều đó. Bởi vì sau một thời gian tôi tăng cân quá chừng luôn. Tôi hỏi Chúa ơi, tại sao mà tăng cân dữ vậy? Mặc dù ăn thì cũng không dám ăn nhiều, uống cũng không dám uống nhiều, nhưng mà tại sao tăng cân thế? Thì một hôm Chúa cho tôi biết thế này nè. Nó là một sự minh chứng về sự chữa lành mà con có. Bởi vì cái bệnh hen suyễn nó liên quan tới đề hô hấp, cho nên là không có mập nổi, ốm o gầy mòn. 46kg, cho tôi thử suy nghĩ 46kg là cỡ nào. Chúng ta thấy em sang bữa nay nhiêu ký rồi? 60 hả? 60kg. 60kg. Mà tôi 46kg. Anh em nghĩ rồi. Tôi 46kg. Không, đừng so với phụ nữ, bởi vì cái thể trạng người phụ nữ người nam khác. Lúc đó tôi nhớ rằng mấy anh chị ở trong hội thánh đó nói thế này nè: em mà đang chạy chiếc xe đó, mà nếu mà đang đi chiếc xe mà có cơn gió thổi qua cái là chiếc xe nó còn mà em mất tiêu. Lúc đó họ nói tôi như vậy đó. Nhưng mà Chúa chữa lành. Và cái tăng cân đó là cái hình ảnh, cái từ là cái minh chứng của sự chữa lành. Nhưng mà một hôm tôi cũng nói với Chúa: Chúa ơi, thì tăng cân là minh chứng chữa lành, nhưng mà tăng quá chịu không nổi Chúa. Tôi nói tăng quá chịu không nổi, thôi con, Chúa cho con cái cơ thể con nó ở trong mức bình ổn đi, ở cái mức từ con thích là từ khoảng 65 cho đến khoảng 75, trong khoảng đó thôi. Thì bây giờ hình như là 4-5 tháng nay rồi là nó nằm ở mức 74.5-75kg, nó không lên nữa. Nhưng mà tôi ráng nó cho nó xuống cũng chưa xuống được nhiều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng đây là cái sự minh chứng của sự chữa lành. Cho nên khi chúng ta uống thuốc, nó phải là một cái điều gì đó gọi là không có đức tin. Cho nên bác sĩ không phải gì đó không có đức tin. Cho nên là có nhiều người rơi vào trong cái chỗ quá máu, đó là họ lên án luôn cả việc đi bác sĩ, thì điều đó không đúng. Điều đó không đúng. Chúng ta phải cân bằng ở trong quá trình chúng ta bước đi theo Chúa, và chúng ta đặt đức tin chúng ta nơi Chúa. Và để đáp ứng được yêu cầu, để đáp ứng được, để kinh nghiệm được cái sự chữa lành, thì Chúa phải đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng được. Không có ôn dịch nào, không có tai họa nào đến gần ngươi được, với điều kiện ngươi chọn Jehovah làm nơi ở mình. Điều đó nó đơn giản như là ở trong tự nhiên vậy thôi. Ở trong tự nhiên,
không có một giọt mưa nào dột và tạt đến chúng ta được khi chúng ta ở trong nhà. Bây giờ tôi ở trong đây là giọt mưa nào tạt đến tôi được, đúng không ạ? Không giọt mưa nào tạt đến tôi được khi tôi ở nơi kín đáo. Tại vì chúng ta, nếu chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 94 câu 1, chúng ta sẽ thấy rằng anh kín đáo, chứ không phải ở chỗ nhà dạo cột siêu. Chúng ta ở nơi kín đáo thì không có, không thể nào có cái gì nó đến ảnh hưởng đến chúng ta được. Nếu ta chọn Chúa làm nơi kín đáo, bởi vì nơi ở của Chúa là nơi kín đáo của Đấng Chí Cao mà, thì sẽ không có ôn dịch nào có thể đến gần chạy chúng ta, không có tai họa nào đến gần chúng ta được. Đó là nguyên tắc. Cho nên sự chữa lành đến từ Chúa, và ý muốn của Chúa là sự chữa lành, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng cái nguyên tắc của Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu ngài ở trên đất này, thì tất cả những người ngài gặp, tôi chú ý nha, dùng cái tôi cái từ ngữ nó phải chính xác, là tất cả những người ngài gặp thì ngài đều chữa lành, nhưng mà không phải tất cả những người ngài thấy ngài đều chữa lành. Ví dụ như ở tại cái ao Bethesda, Kinh Thánh nói thế này: ở tại cửa, cái cửa gọi là cửa chiên, có một cái ao tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Và ở tại nơi đó có cái lời truyền khẩu thế này: thỉnh thoảng có một thiên sứ giáng xuống trên ao và làm cho nước động, và khi nước động, ai là người xuống đầu tiên thì sẽ được chữa lành. Và xung quanh ao đó rất là nhiều những người đau ốm bại sụi ở nơi đó. Vậy thì Chúa Giê-xu đến đó, ngài sẽ thấy rất là nhiều người bệnh, nhưng ngài chỉ gặp cái người đau bại 38 năm. Chúa đi thẳng tới Chúa gặp. Tức là gì đây? Chúa Giê-xu nói là Chúa làm bất cứ mọi việc gì đều bởi Đức Chúa Trời hướng dẫn, bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn. Và điều đó cũng cho chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay Chúa không gọi chúng ta làm cái người đi chữa bệnh. Chúng ta nhớ nha, Chúa không kêu gọi chúng ta làm cái người đi chữa bệnh. Chúa cũng không kêu gọi chúng ta làm cái người đi đuổi quỷ. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta là người giảng tin lành. Và chữa lành hay là giải phóng ai thì Chúa dẫn dắt chúng ta làm. Có những người chúng tôi gặp, nhưng mà chúng tôi không cầu nguyện. Ví dụ như chúng ta nhớ cái câu chuyện cái người đau bại ở nơi cửa đẹp, người què ở nơi cửa đẹp mà Phi-e-rơ và Giăng đã chữa lành. Và Kinh Thánh nói thế này nè: ông ngồi đó ăn mày đã 38 năm. Có nghĩa là ông ăn mày lúc mà Chúa Giê-xu còn là ấu nhi, là ông đã ăn mày ở đó rồi. Hiểu không ạ? Vậy thì trong quá trình 3 năm rưỡi chức vụ của Chúa Giê-xu, ngài có đi ngang qua cửa đó lần nào không? Chắc chắn là có. Và không có ngày, cái đó là ngày nào ông cũng ở đó để ăn mày người qua đường, người lên đền thờ. Tức là không có ngày nào ông vắng cả. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu không chữa lành? Đó, đó là cái vấn đề tôi muốn đưa ra để chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải được gọi đến để đi tìm người bệnh mà chữa. Nhưng mà chúng ta gọi đến để hầu việc Đức Chúa Trời, để rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Và người nào đến thời điểm Chúa muốn chúng ta chữa lành thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ để đem sự chữa lành đến. Nhưng mà có đôi khi có những người họ vẫn đang bị bệnh đó, nhưng mà đây chưa phải là thời điểm. Tại sao vậy? Bởi vì có những người chúng ta thấy rằng chúng ta quá sốt sắng. Chúng ta thấy họ bệnh, chúng ta kêu họ lên đây, tôi cầu nguyện chữa lành cho. Muốn chữa lành không? Muốn chữa lành không? Đấy, họ lên, nhưng mà thật ra họ không muốn. Họ chưa muốn, họ chưa hiểu về Chúa nhiều, họ chưa có một đức tin được bám rễ. Và chúng ta cầu nguyện, vô tình chúng ta phá hủy đức tin họ luôn. Bởi vì sao? Chúng ta cầu nguyện, nó không hiệu quả. Và cái người đó, họ sẽ nói rằng, vậy là Chúa không có quyền năng. Nhưng mà phải đợi đến thời điểm, đúng thời điểm. Và làm sao để người ta biết đó là thời điểm? Hãy để Thánh Linh của Chúa ngài cảm thúc trong lòng của chúng ta. Hãy để Thánh Linh của Chúa ngài làm điều đó. Chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong lòng. Nói như vậy,
Không lẽ chúng ta cứ gặp ai chúng ta cũng không cầu nguyện? Nhưng mà chúng ta phải, tức là chúng ta phải có, Chúa nói là chúng ta phải có lòng sốt sắng. Chúng ta phải xuất phát làm tất cả mọi, xuất phát từ tình yêu thương. Nếu như ai đó xin cầu nguyện cho tôi, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện. Hãy sốt sắng cầu nguyện mà đừng nói rằng tôi chưa muốn, Chúa chưa muốn. Khi người ta đã mở, người ta đã nói là hãy cầu nguyện cho tôi, nhưng khi người ta chưa yêu cầu gì cả, chúng ta đừng yêu cầu, mà chúng ta hãy chia sẻ lời Chúa cho họ thôi. Khi chia sẻ lời Chúa cho họ, Kinh Thánh nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Hãy rao giảng lời của Đức Chúa Trời đi, và khi lời của Đức Chúa Trời đến, và lời Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người ta có đức tin, và khi người ta có đức tin, người ta sẽ nhận lấy được sự chữa lành. Đó là nguyên tắc. Đem lời Chúa đến trước, không phải đem sự chữa lành đến trước. Có những người, có những trường hợp tôi không cầu nguyện, và ban đầu tôi bị trách, nhưng mà sau đó vài năm thì những người trách tôi đó, họ lại liên lạc với tôi và họ nói rằng mục sư không cầu nguyện cho người thân của tôi trong lúc đó là đúng đắn, là bởi vì sau đó họ mới phát hiện ra có những cái điều nó chưa có ổn định ở nơi cái người đó, và nếu có cầu nguyện đi nữa thì nó cũng không, hoặc là bởi cái sự sức dầu của Chúa ở trên tôi, sự Chúa lành đến, nhưng khi tôi rời đi thì họ lại bị lừa dối, rồi họ lại mở cửa, rồi bệnh tật nó lại quay trở lại và nó lại nặng hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài chữa lành rất là nhiều người ở trong thời gian Ngài ở trên đất này. Ngài chữa lành bệnh phung, Ngài chữa lành người câm, Ngài chữa lành người điếc, Ngài chữa lành người mù, Ngài chữa lành người què, Ngài kêu cả chết sống lại, vân vân. Ngài chữa lành. Và như ở trong công vụ đoạn 10 câu 38 nãy chúng ta nói đó, thì Đức Chúa Trời Ngài chữa lành hết tất cả những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. 12 môn đồ cũng được sai đi và cũng được ban cho quyền năng để chữa lành. Rồi ngoài 12 sứ đồ thì cũng có 70 môn đồ được gửi đi và họ cũng kinh nghiệm được sự chữa lành. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 10. Luca đoạn 10, chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu số 9. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Xong, hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta, nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Amen. Dạ. Chúa ban cho quyền cho các sứ đồ, Chúa ban cho quyền để chữa bệnh cho các môn đồ. Và chúng ta thấy rằng nếu ta đọc tiếp trong sách công vụ các sứ đồ thì không phải chỉ có các môn đồ ban đầu, nhưng mà những người sau đó cũng có được cái ơn này. Ví dụ như Philip, chấp sự Philip, ông cũng trở thành cái người có cái kinh nghiệm về sự chữa lành.
Và ngày hôm nay, các tôi tớ của Chúa, những người tin cậy nơi sự chữa lành, quyền năng của sự chữa lành của Chúa, thì họ cũng kinh nghiệm, họ được sự chữa lành, họ cầu nguyện chữa lành cho người khác được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong sự cứu chuộc của Chúa đó, thì không phải chỉ cung cấp cho chúng ta về sự cứu chuộc linh hồn, nhưng Ngài cung cấp cho chúng ta một cái sự chữa lành, cũng như Ngài cung cấp cho chúng ta để làm sao chúng ta sống ở trong cái sức khỏe siêu nhiên. Không phải chỉ chữa lành về thể xác không, nhưng cũng chữa lành luôn về những cái điều ở trong tâm hồn chúng ta nữa. Chữa lành luôn về những cái điều mà chúng ta đã bị tổn thương ở trong quá khứ nữa. Đôi khi cái sự tổn thương ở trong quá khứ chúng ta không nhận ra đâu. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình bình thường, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình bình an, nhưng cái sự tổn thương trong quá khứ này nó chỉ xuất hiện và nó ngăn trở ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, ở trên con cái chúng ta, ở trên một cái hoàn cảnh nào đó của chúng ta. Mà trong những lúc quyết định thì nó lại xuất hiện và nó ngăn trở. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta không nhìn biết, không học biết, thì chúng ta sẽ hiểu, nghĩ rằng đó là cái sự lo lắng của tôi. Nhưng mà không phải, đó là cái phản ứng của cái sự tổn thương. Đó là phản ứng của sự tổn thương. Như tôi có làm chứng cho anh em, trước đây ở trong Hội Thánh có một số người coi như là họ ở trong Hội Thánh nhưng mà họ không gần gũi ai được cả. Bất kỳ người nào họ cũng thấy rằng không vừa ý. Bất kỳ người nào cũng thấy là không vừa ý. Và cứ liên tục gọi điện cho tôi: "Mục sư ơi, tôi không thể chấp nhận cái người đó. Mục sư ơi, người đó thế này, người đó thế nọ, người đó thế kia." Và ban đầu thì tôi khuyên nhủ, nhưng mà sau đó tôi để ý là tôi thấy rằng, ủa vậy là hết Hội Thánh rồi. Vậy là hết Hội Thánh luôn rồi. Không có người nào mà người đó vừa ý cả. Tôi nói: "Chú ơi, điều này là điều gì đấy?" Chú nói với tôi: "Tổn thương." Lần đó người đó gọi điện cho tôi tiếp. Người đó gọi điện cho tôi tiếp. Bắt đầu người đó mét. Họ mét cái gì? Ủa tôi nói: "Ủa cái này có gì đâu mà mét. Bây giờ mình là... bây giờ chị là phụ nữ, chị độc thân, thì người ta đến người ta làm quen chị, người ta thấy chị dễ thương, dễ mến, người ta đến người ta làm quen chị bình thường, tại sao chị mét người ta, chị nói kỳ vậy?" Không chịu. Tức là không ai đến gần được hết á. Và bất kỳ một người, ví dụ cổ là phụ nữ, người đàn ông đến gần, gọi là mở lời làm quen hay mời đi uống cà phê gì đó, gì thì là chỉ cho rằng người đó là cái người có cái phẩm hạnh không có tốt. Tôi nói: "Ôi, cái này lạ à nha." Khi tôi cầu nguyện với Chúa, thì Chúa cho tôi biết rằng người này bị tổn thương. Một ngày kia, tôi trên đường tôi đi giảng về, đang chạy xe thì người đó gọi điện. Tôi nói: "Bây giờ đang chạy xe không nghe điện thoại được. Mục sư nghe giùm tôi chút xíu đi. Tôi đang có chuyện rất là bức xúc." Và thế là bức xúc chuyện khác nữa, rồi cũng liên quan tới vấn đề mà mối liên hệ. Tôi nói: "Chúa ơi, Chúa cho con biết điều gì đang xảy ra." Tiếng nói của Chúa trong lòng tôi: "Tổn thương." Tôi nói: khoan, bây giờ đừng kể nữa. Bây giờ tôi hỏi chị điều này nha. Chị bị tổn thương đúng không?" "Ủa sao mà sư biết?" Mà tôi hỏi: "Bây giờ phải đã từng bị tổn thương đúng không?" Bắt đầu không kể về người khác nữa, bắt đầu kể về sự tổn thương. Tức là người này trước đây lập gia đình với người chưa tin Chúa. Rồi đời sống của cái người chồng chưa tin Chúa đó, bắt đầu có những cái gọi là sống vô tâm nè, đối xử không có tình nghĩa nè, rồi đại khái những cái sống cung của người đời mà những người gọi là tệ hại đó, làm cho cái người này bị tổn thương và cuối cùng là hôn nhân đổ vỡ. Và người này kể từ đó, người này bọc cho mình một cái vỏ bọc của một người khó chịu, không ai đến gần người này được. Bất kỳ ai đến mà làm quen với người này thì người này lại nhớ về cái hình ảnh của người chồng trước kia đã làm cho người này bị tổn thương. Và người này từ chối. Và nếu mà ai mà gọi là, người ta nói là mặt chai mày đá đó, thì tức là cố gắng để mà gọi là đeo đuổi đó. Thì gọi là mấy anh em thanh niên gọi là chửi sắp mặt đó.
Tình trạng như vậy. Khi mà tôi chia sẻ điều đó xong, tôi hỏi về tổn thương mà người này đã kể ra điều tình trạng của mình, và tôi yêu cầu thế này: bây giờ đừng cay đắng người đó nữa, mà nhân danh Chúa Giêsu tha thứ cho người đó đi, tha thứ cho người chồng cũ của chị đi, rồi cầu nguyện chúc phước cho người đó. Sao cầu nguyện chúc phước được, mục sư? Nói tới tên ổng tôi còn ghét, làm sao cầu nguyện chúc phước? Tôi mới phân tích thế này: khi mình bệnh đó mình mới cần thuốc, chứ khi mình khỏe mạnh mình không cần thuốc. Và cái lúc mà chị cảm thấy là chị khó chịu nhất, đó là cái lúc mà chị cần phải chúc phước, bởi vì lời chúc phước như là một liều thuốc để chữa lành tấm lòng. Và tôi thuyết phục người đó, và sau đó người đó nói rằng: thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời mục sư, tôi sẽ chúc phước. Tôi cũng dặn, tôi nói là những cái lần đầu tiên mà chúc phước nó nghe khó lắm nha. Dù khó phải cố gắng nha, phải rặn ra từng lời mà chúc phước nha. Giống như kiểu mà tôi không uống thuốc được, nhưng mà phải uống, bởi vì bệnh thì phải uống. Bây giờ uống nguyên viên không được thì cà nhuyễn nó ra rồi uống. Và người đó im lặng không gọi điện cho tôi khoảng 3 tháng. Một ngày kia đó là sau những ngày Tết, thì người đó lại gọi điện. Tôi nói: ủa, vấn đề chưa được giải quyết sao gọi điện ta? Tôi nói trong lòng của tôi. Nhưng mà khi người này gọi điện cho tôi bắt máy lên thì hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Người nói: mục sư ơi, tôi báo cho mục sư một tin mừng. Hỏi tin mừng gì? Tết năm nay, ông chồng cũ của tôi, ông gọi điện cho tôi. Tôi nói chuyện với ổng nửa tiếng mà tôi không ghét ổng chút nào nữa. Tôi không gây với ổng một tiếng nào nữa. Và sau khi cúp máy, tôi còn xin Chúa ban phước anh. Cảm ơn Chúa. Sau đó, khi người đó đã được chữa lành, và khi người đó đã được chữa lành rồi, người đó đã mở lòng ra để tiếp nhận một cái tình yêu mới mà Chúa đem tới. Và tôi đã đi dự đám cưới rồi. Dạ không, người chồng cũ vẫn không tin Chúa mà. Và tôi đã đi đám cưới rồi, và người đó đang sống một cái hôn nhân rất là hạnh phúc, trong khi trước kia ai tới gần không chịu, khó ưa. Cho nên có đôi khi có những cái chúng ta sợ đó, ở trong lòng chúng ta đó, nó không phải là do là cái người đó nó không tốt, không phải là do cái người đó như thế nào, nhưng mà đôi khi cái sợ, cái phản ứng đó là cái sự tổn thương ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng trải qua. Ví dụ trước đây chúng ta đã từng làm một cái hành động gì đó mà vô tình chúng ta đẩy con cái chúng ta vào trong cái điều bất hạnh. Và bây giờ khi chúng ta, con cái chúng ta nó làm cái gì đó, nó muốn một cái quyết định gì của nó, thì chúng ta luôn luôn là chúng ta cũng bất an, luôn luôn là chúng ta cũng sợ hãi. Bởi vì sao? Chúng ta bị tổn thương mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó là chúng ta quan tâm tới nó, chúng ta sợ là nó sẽ gặp bất hạnh nữa. Nhưng mà cái vấn đề không phải là chúng ta cứ sợ và chúng ta giữ nó, bởi vì chúng ta đâu có sống hoài với nó để chúng ta giữ được nó đâu. Rồi ví dụ như đến khi chúng ta qua đời rồi, ai sẽ là người giữ nó đây? Đúng không ạ? Ai sẽ là người chăm sóc nó đây? Nhưng cái vấn đề chúng ta cần giải quyết là giải quyết cái sự tổn thương trong tấm lòng bằng cách nào? Hãy công bố tha thứ cho chính chúng ta, bởi vì chúng ta đã từng đẩy con mình vào trong cái chỗ bị tổn thương. Hãy công bố tha thứ cho cái người đã làm tổn thương, gọi là cái người gián tiếp thông qua cái điều của chúng ta mà gián tiếp làm cho con cháu chúng ta bị tổn thương. Hãy tha thứ cho họ và hãy chúc phước cho chính chúng ta, chúc phước cho tấm lòng của chúng ta và chúc phước cho tấm lòng của những người kia. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ được chữa lành. Và cái sự sợ hãi nó sẽ rời khỏi chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ biết được kế hoạch của Chúa. Còn nếu như chúng ta chưa được chữa lành, thì chúng ta cứ nghĩ rằng điều này, chúng ta cứ sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ. Và Kinh Thánh trong Châm Ngôn nói là chưa đi ra đường mà cứ sợ là có con sư tử ở ngoài đường.
Trong châm ngôn nói như vậy đó. Không có đi ra đường, cứ ở trong nhà thôi. Mà không chịu đi ra đường. Bởi vì sao? Có con sư tử ở ngoài đường, nhưng mà thật ra là tưởng tượng. Tưởng tượng. Chúng ta không biết điều đó là điều gì. Nhưng chúng ta cứ suy nghĩ. Có thể là những cái điều nó đã xảy ra trong quá khứ chúng ta. Và chúng ta cứ nghĩ rằng có con sư tử ngoài đường. Và vô tình chúng ta để cho ma quỷ nó cướp đoạt những cái điều lẽ ra là tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đưa đến cho chúng ta. Đó là một cách. Đó là một cách. Rồi, vậy thì cách thức để chúng ta nhận được sự chữa lành. Cách thức để chúng ta nhận được sự chữa lành. Kinh Thánh Chúa nói thế này nè. Người công bình lấy đức tin cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Gia Cơ nói như vậy, Gia Cơ đoạn 5. Người công bình lấy đức tin cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta mở ra ở trong Gia Cơ. Chúng ta xem từ câu 13, Gia Cơ đoạn 5, từ câu 13 cho đến câu 16. Trong anh em, có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em, có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu cả bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta chú ý cái chỗ cái câu số 16. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Xưng tội cùng nhau là gì? Chúng ta có làm lầm lỗi với anh em mình, hãy nói lời xin lỗi. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta có làm sai chật với con mình, hãy nói lời xin lỗi với con mình. Chúng ta là con cái, có làm sai chật với cha mẹ, hãy nói lời xin lỗi với cha mẹ. Chúng ta là người vợ, có làm sai chật với người chồng, hãy xin lỗi chồng. Chúng ta là người chồng, có làm sai chật với vợ, hãy nói lời xin lỗi vợ. Xưng tội cùng nhau. Tại sao chúng ta xưng tội cùng nhau? Là bởi vì đôi khi chúng ta xưng ra với Chúa là đủ, phải không? Nhiều khi ta nói như vậy đó. Tôi xưng ra với Chúa là đủ. Nhưng có điều đó là, tôi thiếu nợ anh Tấn. Tôi thiếu nợ anh Tấn. Nhưng mà tôi chạy gặp một sư bủ, tôi nói một sư bủ ơi, tôi trả nợ cho một sư. Vậy tôi hết nợ với anh Tấn chưa? Bây giờ tôi bán hết gia tài tôi đã trao cho một sư bủ, tôi vẫn còn thiếu nợ anh Tấn. Tại vì tôi thiếu người này mà. Và anh Tấn vẫn có quyền kiện tôi. Tôi không thể nói tôi trao hết tài sản cho ông kia rồi mà làm sao tôi phải thiếu nợ người khác. Tôi trao cho ai không cần biết, nhưng tôi thiếu nợ người này tôi chưa trả. Và người này có quyền kiện cáo tôi. Và Đức Chúa Trời là đấng công bình. Chúng ta hiểu như vậy. Cho nên nếu ta có làm lỗi với ai, làm lỗi với ai, tức là gây cớ vấp phạm cho ai, hãy xin lỗi người đó. Rồi sau khi đã xin lỗi rồi, hãy cầu nguyện cho nhau. Hãy chúc phước cho nhau. Và người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Không cần. Xin lỗi cùng nhau mà, chứ đâu phải xin lỗi công khai đâu. Ví dụ như có những việc làm mà ở trong sự kín dấu. Bây giờ đứng lên công khai nói. Chúa không muốn sỉ nhục con cái của Chúa đâu. Chúa không muốn sỉ nhục con cái của Chúa đâu. Ví dụ hồi xưa trong cái miệng chúng ta nó hay bép xép chút xíu. Chúng ta đi nói ông này lấy bà kia ngoại tình với người nọ, bây giờ nó đứng lên. Mấy cái chuyện đó chúng ta nghi suy diễn, chúng ta nói thôi à. Bây giờ ta đứng lên,
Chị Nguyễn, chị Thị Thị B, tôi xin lỗi chị là trước đây tôi đã từng chị nói tôi từng nói chị đó là chị ngoại tình với ông A. Chị điều gì sẽ xảy ra? Lại gây vấp phạm tiếp chứ không phải là vấn đề được giải quyết. Đúng không ạ? Lại tức là chúng ta lại gây vấp phạm tiếp. Có nhiều vấn đề chúng ta cần phải giải quyết lắm. Từ vấn đề tình cảm, hôn nhân tình cảm cho đến vấn đề các mối quan hệ. Có một cái vấn đề tình cảm mà ngày hôm nay đây là một cái nguyên tắc. Đây là một cái nguyên tắc. Có những người họ yêu nhau lắm nhưng khi họ cưới nhau họ sống nhau không hạnh phúc. Dường như luôn luôn lúc nào cũng có sự hiện diện của ai đó ở giữa. Mà họ không biết đường giải quyết. Thì cái vấn đề chỗ này nè, nó thường nó liên quan tới chỗ này nè. Đó là có thể trước khi hai người gặp nhau để cưới nhau thì cả hai đều có những cái mối tình trước đó. Và những cái mối tình trước đó họ cũng đến với cái mối tình đó bằng cái lòng chân thành. Và họ cũng muốn đi đến hôn nhân. Và họ chính vì thế mà họ có những lời hứa với nhau. Nhưng sau đó vì lý do gì đó mà họ không đến với nhau được và họ phải chia tay. Nhưng những lời hứa này chưa được giải quyết. Nó vẫn còn đó. Ma quỷ nó sẽ nhắc lại những lời hứa này. Hay là nó sẽ lợi dụng vào trong những lời hứa này để nó chen vào trong cái mối liên hệ vợ chồng hiện tại. Để nó làm cho hai vợ chồng không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Vấn đề được giải quyết ở chỗ nào? Giải quyết lời hứa kia. Tôi đã từng nói với một số anh em và thậm chí có những tôi tới của Chúa, tôi yêu cầu là đi gặp cái người cũ, nói cái lời xin lỗi bởi vì trước đây tôi đã hứa nhưng tôi đã không thực hiện được. Bây giờ xin cho tôi rút lại lời hứa đó. Và sau khi đã rút lại lời hứa đó rồi, vấn đề hoàn toàn được giải quyết. Nhưng điều này nó cũng có cái tình trạng đó là có những người chúng ta không còn có thể gặp lại được nữa thì sao? Có những người chúng ta không còn có thể gặp được nữa thì vấn đề này giải quyết bằng cách này. Trước tiên chúng ta hãy nói với Chúa. Như Gia-cốp nói là tôi đã đối diện với Chúa để linh hồn ta được giải cứu. Chúng ta đối diện với Chúa. Chúa ơi, trước đây con đã từng có mối liên hệ với cô A, cô B, cô C gì đó. Con đã từng hứa. Và chính vì những lời hứa đó mà bây giờ ma quỷ nó lợi dụng, nó cầm buộc. Nhưng lời Chúa nói với con rằng tất cả mọi giao ước của con kết với sự chết, kết với âm phủ, nó không đứng được. Cho nên bây giờ con xưng cái lời hứa này ra trước mặt Chúa. Và xin Chúa Ngài bên vợ con. Và xin Chúa cũng cho, nếu có thể được, Chúa cho con có cơ hội để con gặp lại cái người mà con đã từng hứa để con giải quyết cái lời hứa này. Còn nếu như con không thể gặp lại được nữa thì xin Chúa Ngài binh vực con, bởi vì con đã nhận ra vấn đề này. Và điều này, điều gì được xưng ra thì điều đó ở trong ánh sáng. Nó có những trường hợp như vậy. Và vấn đề này chúng ta phải thực hiện một cách linh hoạt, không được thực hiện một cách máy móc. Ví dụ nha. Ví dụ, trước đây chúng ta có quen với, tức là chúng ta có người yêu ha. Và cái mối liên hệ chúng ta nó có thể là sâu đậm quá, nó vượt quá cái giới hạn rồi. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ cái người đó, người yêu đó lập gia đình. Người yêu đó đã lập gia đình. Chúng ta cũng có gia đình mới. Người yêu đó cũng có gia, người yêu cũ kia cũng có gia đình mới. Và bây giờ đến giải quyết, đừng có máy móc quá. Em có thể cho tôi nói cái điều này. Nói luôn trước mặt ông chồng hay là bà vợ của cái người hiện tại. Là trước đây, trong lúc hai đứa mình yêu nhau, anh đã không giữ được mình, hoặc là em đã không giữ được mình, em đã đi quá giới hạn, anh đã xâm phạm em đã xâm phạm anh, xin tha lỗi, rồi chúng ta đi về xong nhà ta cháy luôn. Chứ
Cho nên là chúng ta phải khéo léo và linh hoạt, đúng không ạ? Vấn đề của ai giải quyết nhưng mà phải khéo léo. Rồi, lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ đem đến sự chữa lành. Rồi đặt tay, chúng ta đặt tay cho người bệnh. Chúng ta xem ở trong Mác đoạn 16 câu số 18. Mác đoạn 16 câu 18. Dạ. Rồi, một cái nữa đó là chúng ta có thể nhận được sự chữa lành hay là đem sự chữa lành đến cho người khác qua ân tứ chữa lành. Chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa đến cho chúng ta, Ngài ban chúng ta 9 ân tứ. Và trong một trong 9 ân tứ đó là ân tứ chữa lành người bệnh. Và cái người có ân tứ chữa lành người bệnh này sẽ hoạt động rất là đặc biệt. Ví dụ như trong các tôi tớ Chúa hiện tại ngày hôm nay, tôi nói về tôi tớ Chúa người Việt Nam thôi, tôi không nói với những tôi tớ Chúa khác. Thì trong những tôi tớ Chúa người Việt Nam thì tôi thấy được là mục sư Huỳnh Quốc Khánh, ông là người có ân tứ chữa lành. Ông là người có ân tứ chữa lành, nhưng mà có cái là ông không có ân tứ giải cứu. Cho nên là ông không giải cứu, không đuổi quỷ được, nhưng mà ông lại có ân tứ chữa lành. Ông đặt tay lên người bệnh thì quyền năng về sự chữa lành của Chúa đến trên người bệnh liền. Và thậm chí chúng ta thấy rằng có những cái video clip ghi lại cái ông cầu nguyện cho người ta tay chân mà nó lệch nhau, nó cũng dài ra bằng nhau nữa. Đó là người có ân tứ chữa lành. Đó. Và cái người có ân tứ chữa lành thì cái sự chữa lành của Chúa nó vận hành qua cái người có ân tứ chữa lành, nó đặc biệt hơn là khi chúng ta đặt tay hoặc là khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin. Khi ta đặt tay, ngày hôm nay đa số chúng ta cầu nguyện cho người khác và thỉnh thoảng kinh nghiệm được sự chữa lành. Điều này là do chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, hoặc là do bởi dấu hiệu của người tin là đặt tay cho kẻ đau được lành. Nhưng mà chúng ta không phải là vận hành trong ân tứ, bởi vì vận hành trong ân tứ chữa lành rất đặc biệt. Còn đôi khi ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện có khi lành, có khi không lành, thì đó là bởi đức tin hoặc là bởi dấu hiệu của người tin. Nhưng mà còn cái ân tứ đặt tay thì, xin lỗi, cái ân tứ chữa lành thì rất là đặc biệt. Vậy thì sau khi được chữa lành rồi chúng ta làm gì? Sau khi được chữa lành rồi thì chúng ta phải giữ mình ở trong cái bầu không khí của đức tin. Có nghĩa là gì đây? Ví dụ chúng ta được chữa lành xong rồi thì chúng ta hãy ở cùng với những người có cùng cái đức tin về sự chữa lành siêu nhiên đó. Đừng đi gặp những người không có đức tin. Bởi vì đi gặp những người không có đức tin, họ sẽ phá đổ đức tin non nớt của chúng ta liền. Họ sẽ nói coi chừng đó, không có sự chữa lành gì đâu, cảm giác thôi là đức tin chúng ta ngã rụt liền và bệnh tật nó quay trở lại liền. Cho nên phải giữ mình ở trong một không khí đức tin. Rồi chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời về sự chữa lành đó. Rồi chúng ta giữ mình ở trong những cái lời làm chứng về việc của Đức Chúa Trời làm. Giữ mình ở trong việc làm chứng có nghĩa là chúng ta thuật lại những ơn phước của Chúa và giữ mình ở trong điều đó, chứ không phải là chúng ta thuật lại nhưng mà sau đó rồi chúng ta lại sống đời sống khác. Chúng ta giữ đức tin của chúng ta ở trên lời Đức Chúa Trời và chúng ta tiếp tục, chúng ta bước đi ở trong sự vâng phục trong lời Chúa. Đó là cái cách để giữ chúng ta ở trong sự chữa lành, và đến lúc chúng ta sẽ được chữa lành hoàn toàn. Chúng ta nghỉ giải lao.